现在七六岁，确实不要去发个图片。这个大姐经历了什么？Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Top 10 Huyền Bí. Cho mình hỏi là bạn đã từng đặt chân đến Trung Quốc chưa? Hãy chia sẻ một điều gì đó thú vị và kỳ lạ về đất nước này nhé. Vào ngày hôm nay, chúng mình sẽ mang đến cho bạn một góc nhìn hoàn toàn khác. Sau hàng loạt những video bị rò rỉ ở Trung Quốc, có thể nói lên một sự thật tàn khốc, trái ngược với điều mà chúng ta tưởng tượng bấy lâu nay. Cụ thể đó là gì? Tại sao ai nghe xong cũng phải rung mình? Thì hãy cùng với Top 10 Huyền Bí đi khám phá video của ngày hôm nay. Đây là những video mình đã dành một tuần để tìm hiểu và những video này chưa được xác thực. Nếu có nhận xét góp ý, Top 10 Huyền Bí rất mong nhận được những góp ý tích cực từ quý vị và các bạn. Chiếc ghế ám ảnh với người chỉ trích chính quyền Trung Quốc. Video cho thấy một người đàn ông tên Lu Ha bị còng tay còng chân cứng ngắc vào một chiếc ghế kim loại, còn gọi là chiếc ghế hổ, danh bất hư truyền ở Trung Quốc. Anh bị thẩm vấn chỉ vì tội chỉ trích cảnh sát trên mạng xã hội. Cảnh sát hỏi tại sao anh lại phàn nàn về họ trên QQ và WeChat. Đáp lại, Lu Ha tỏ ra sợ hãi, liên tục xin lỗi, cầu xin họ tha thứ, hứa không dám tái phạm. Một người khác là Lee Jun, cựu giám đốc một tập đoàn kinh doanh bất động sản có tiếng, từng là người giàu thứ hai của thành phố Trùng Khánh, cũng bị bắt trong chiến dịch chống xã hội đen. Lý kể rằng, ông bị trói vào chiếc ghế trong 6 ngày liên tiếp, không được rời khỏi ghế, không được sử dụng nhà vệ sinh, bị hành hạ cả về thể xác và tinh thần. Khi Lý vẫn tiếp tục phủ nhận các tội danh, nhà điều tra tát ông rồi bắn súng gây mê. Quá trình thẩm vấn kéo dài 2 tháng, nhưng Lý vẫn không nhận tội. Đến một ngày, một nhân viên điều tra nói, nếu Lý đồng ý trả 40 triệu nhân dân tệ, tức là rơi vào hơn 140 tỷ đồng, như là tiền phạt cho việc phá vỡ hợp đồng mua bán đất, thì ông sẽ được thả. Vì không thể chịu được sự tra tấn thêm một ngày nào nữa, nên ông đã đồng ý trả tiền và được thả. Theo thống kê, dù có hơn 50.000 người bị bắt trong chiến dịch chống xã hội đen, nhưng chỉ có 17.000 người được đưa ra xét xử và thẩm vấn. Số còn lại thì đồng tiền đi liền khúc ruột. Hay nói cách khác, chiến dịch truy quét tội phạm không chỉ để làm cho thành phố an toàn hơn, mà còn để bổ sung ngân quỹ cho chính quyền thành phố. Nói thật, việc phải ngồi nguyên một tư thế trong vài phút là đã thấy khó chịu rồi, chứ chưa nói gì đến việc vài ngày. Bạn nghĩ sao về công cụ này của cảnh sát? Có kinh khủng không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Bạn có biết nam mà nhiều hơn nữ 30 triệu người thì sẽ như thế nào không? Như trường hợp người phụ nữ bị xích cổ trong nhà kho sau đây, sẽ nói lên một sự thật đau lòng mà Việt Nam sẽ không bao giờ muốn gặp phải. Sự thật đằng sau người phụ nữ Trung Quốc bị xích cổ trong nhà kho. Một gia đình ở Trung Quốc nổi tiếng và nhận được lượng lớn tiền quyên góp nhờ sự nghèo khổ. Cụ thể, anh ta bắt đầu làm video về cuộc sống của mình trên Douyin, quay cảnh túp lều nhỏ và đứa con nhoi nhóc nghèo đói. Tưởng đâu cảm động vì người cha tốt bụng, ai dè lại phải chuyển cảm lạnh khi vào tháng 1 năm 2021, một người nổi tiếng trên mạng xã hội tới nhà người đàn ông nhưng anh ta không có ở đó nên chuyển phỏng vấn đứa trẻ đang cầm thức ăn trên tay. Nó nói rằng phải đút cho mẹ ăn. Rõ ràng không ai trên mạng hay ngoài đời thực từng thấy hình ảnh người mẹ trong gia đình này. Thấy lạ nên yêu cầu đứa trẻ cho anh ta xem mẹ của chúng và sốc nặng khi chứng kiến một người phụ nữ mặc quần áo rách rưới với sợi xích sắt trên cổ ngồi co ro trong căn nhà kho tồi tàn dưới tiết trời 0 độ C. Chính quyền địa phương cho biết người phụ nữ trên họ Giang từ tỉnh Vân Nam đến Giang Tô cùng với một phụ nữ cùng làng họ Sang vào năm 1996. Tuy nhiên, theo lời Sang, họ đã lạc nhau tại một ga đường sắt sau đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, bà mẹ này chính là nạn nhân của nạn buôn người. Theo các thông tin, biết được cô ấy bị buôn tới 3 lần. Năm 1996, khi cô ấy 20 tuổi, cô ấy đã bị đưa đến một trại tâm thần. Lần đầu bị một cặp vợ chồng bán đến tỉnh Giang Tô với giá 800 USD vào đầu năm 1998, tức là rơi vào 11 triệu 600 nghìn đồng tính theo tỷ giá hồi đó. Sau đó, cô mất tích vào tháng 5 năm 1998 và được một cặp vợ chồng nhận nuôi rồi bán cho hai anh em. Xong họ lại bán cô cho cha của người chồng hiện tại. Đến ngày 10 tháng 2 năm 2022, nhà chức trách cho biết họ đã bắt giữ vợ chồng Sang với cáo buộc buôn người và chồng của Giang cũng bị bắt
vì tội giam giữ người trái phép. Nhi hao, lạnh mà? Không lạnh. Tôi lấy cái y phục 穿上吧. Tôi lấy cái y phục 穿上吧. Tôi lấy cái y phục đi, 好不好？我给你拿件衣服，我看你咱有爱心人士捐助衣服，我给你拿一件。你这饭凉了吗？饭凉了吗？你能不能我这样说话，你能不能听懂？我跟你说话能听懂吗？不能。是不是？我不听啊。是不是能听懂一点点？我跟你说话。不能是吧？不能把这筷子放下，这个饭还挺难吃的。酒里的什么？嗯。Trung Cảnh Ngộ là người phụ nữ bị chồng mua về và đánh tới trọng thương, dẫn đến rối loạn tâm thần. Chấn thương đầu khiến cô ấy không thể điều khiển việc đi hoặc đứng. Cứ như thế ngồi dưới sàn 20 năm trời, dù chiếc giường ngay bên cạnh. Chính các vụ việc như này đã phản ánh tình trạng ế vợ của hơn 30 triệu đàn ông Trung Quốc. Trọng nam khinh nữ ngấm vào máu từ xưa ở đất nước tỷ dân, nên bây giờ đàn ông nào mà không có tài chính tốt hay là nhan sắc thì đa phần không có vợ. Mà hành vi mua vợ ở đây chỉ bị phạt tới 3 năm tù, trong khi mua bán động vật hoang dã nguy cấp và quý hiếm bị phạt tù lên đến 5 năm. Làm kiểu này chẳng khác gì nói, con người còn không có sức nặng bằng động vật phải không các bạn? Tiếp theo chính là chuyến xe chết chóc, tù nhân lên một đi không trở lại. Chuyến xe đưa đến cái chết. Các bạn tưởng đây là một chiếc xe cảnh sát bình thường ư? Nhưng thực ra, nó là xe chở tử tù, nơi diễn ra các cuộc hành quyết trong bí mật. Khi vào trong, tù nhân không phải đợi di chuyển tới đâu cả, mà sẽ lập tức bị trói vào cáng. Sau đó, họ bị tiêm hóa chất gây chết người. Sau vài phút sùi bọt mép thì lộ thông tin rằng, cảnh sát thường đánh cắp và bán nội tạng của tù nhân thay vì hiến tặng như thông lệ. Thi thể của họ cũng được hỏa táng nhanh chóng, khiến gia đình không thể gặp người thân lần cuối. Và năm 2012, một cư dân qua đường cũng tình cờ quay lại video một người đàn ông được đưa ra khoảng đất trống gần một ngôi làng, trong khi đám đông người dân theo dõi từ một cầu vượt gần đó, trước khi cho anh ta về cõi vĩnh hằng. Theo số liệu, Trung Quốc là quốc gia có số lượng án tử hình cao nhất, cả nghìn người mỗi năm. Không chỉ xe hành quyết mà khắp Trung Quốc đều có những nhà tù bí mật được gọi là nhà tù đen. Chúng không do chính quyền Trung ương Trung Quốc kiểm soát mà vận hành bởi các chính trị gia địa phương, và nhiều người biểu tình cùng đối thủ chính trị đã kết thúc sinh mạng trong những nơi này. Một ngày nọ, một nhà báo được cung cấp địa chỉ của một trong những nhà tù này và đây là những gì cô ấy tìm thấy. Bạn có thể nghe thấy một người phụ nữ bên trong nhà tù đen đang kêu cứu. Tù nhân đã cầu xin nhà báo cứu cô nhưng cô đã nhanh chóng bị lính canh nhà tù đưa đi. Sau đó họ khóa cửa lại và không ai biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Thực hư việc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ. Trong video, bạn có thể thấy hàng trăm người đàn ông với cái đầu cạo trọc và tay bị trói ra sau lưng. Hầu hết đều mặc áo tím và cam có in dòng chữ Trung tâm giam giữ Kaska. Họ ngồi thành hàng trên mặt đất, bối cảnh như trong sân một nhà ga xe lửa. Và tất cả những người đàn ông này đều bị bịt mắt bằng vải đen và bị hàng chục cảnh sát mặc đồng phục SWAT theo dõi. Không rõ liệu họ bị giam giữ vì tội hình sự hay vì lý do nào khác, nhưng tài khoản đăng video ghi chú dòng chữ sự đàn áp lâu dài đối với các quyền tự do cơ bản của chính quyền Trung Quốc tại khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Trong 3 năm qua, Trung Quốc đã giam giữ hàng trăm nghìn người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số Hồi giáo khác trong những nơi mà Bắc Kinh thay phiên nhau mô tả là trại cải tạo cực đoan tự nguyện và trung tâm đào tạo nghề cùng các cáo buộc về việc ngược đãi Trà Lan. Càng khó hiểu hơn khi Đại sứ Trung Quốc tại Anh Lưu Hiểu Minh đã từ chối giải thích về sự việc này. I do not know why did you get this video clips and these have been going around the world. Cho những ai chưa biết thì người Duy Ngô Nhĩ chiếm một nửa tổng dân số Tân Cương. Một số người Duy Ngô Nhĩ tuyên bố các trại là một phần của cuộc diệt chủng văn hóa của Bắc Kinh nhằm xóa bỏ tôn giáo và văn hóa của người Duy Ngô Nhĩ và đưa họ đến gần hơn với dân số người Hán chiếm đa số của Trung Quốc. Vụ việc này cũng như việc Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công và bị quốc tế lên án vậy đó các bạn. Vậy bạn có biết tất cả các comment mà bạn thấy trên mạng xã hội, dù là bạo lực ngôn từ hay là khen thưởng, cũng có thể là do con bot tự động. Chính là sự thật ở mục tiếp theo đây. Trang trại bot ở Trung Quốc. Video được quay lại chỉ điểm đây là trang trại bot Trung Quốc. Chúng được sử dụng để phối hợp thao túng ngôn từ công khai bằng cách sử dụng các tài khoản giả,
thực hiện các tác vụ tự động, lặp đi lặp lại và được xác định trước. Các tài khoản và bot ẩn danh đã từng sử dụng để khuếch đại sự ủng hộ hoặc chỉ trích chính trị trên phương tiện truyền thông xã hội. Một số điện thoại di động được kết nối với máy tính xách tay đã được đăng trên mạng xã hội, mở tab mới với một chú thích nói rằng một phần đang phát triển. Đoạn phim bị rò rỉ về một trang trại bot này đã lan truyền chóng mặt. Đa số ý kiến cho rằng đây là cách mà đất nước tỷ dân phong sát khiến đối phương thậm chí bị bạo lực ngôn từ quá độ phải đi tù tù. Đáng nói là sau khi điều tra thì lại có kết luận sốc đối với người dân Việt Nam. Theo đó, kết luận nói đây là video sản phẩm của một công ty tiếp thị Việt Nam, không phải là trang trại bot ở Trung Quốc. Cơ mà nó cũng làm mình nhớ tới vụ người đàn ông nhận án 15 tháng tù và bị phạt 50.000 nhân dân tệ, tức là hơn 170 triệu đồng, vì dùng 4.600 smartphone để gian lận tương tác mạng xã hội, livestream và kiếm gần nửa triệu USD. Ở các nước châu Á, các hệ thống tăng view, tăng like như của người đàn ông này không quá xa lạ. Tại Việt Nam, chúng được gọi là phone farm hoặc click farm. Ở trên mạng xã hội thì một chiếc điện thoại với một tài khoản cá nhân của tôi được tính là một mắt xem hay được gọi là một lượt tương tác. Vậy thì đây ạ, hàng chục, thậm chí là hàng trăm chiếc điện thoại hoạt động 24/24 giờ theo cùng một nội dung mà tôi soạn ra thì nó sẽ giúp tăng lượng tương tác nhanh chóng như thế nào trên nền tảng mạng xã hội. Sống không giả khổ đời không nẻ hay sao ấy? Khi bị phát hiện thì vừa bị phạt vừa bị ăn cơm nhà nước, có đáng không hả chị gái tiếp theo? Sống giả nghèo giả khổ, đến khi bị phát hiện thì bị tẩy chay. Cô gái họ Triệu với nickname Liang Shan Meng Yang, sống ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống nơi vùng quê của mình. Lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài tiều tụy, nước da ngăm ngăm, gầy gò, mặc quần áo rách. Hàng ngày, để có tiền trang trải cuộc sống, cô gái trẻ phải lên núi đốn củi hoặc làm ruộng rất vất vả. Meng Yang từng kể, cha mẹ cô đều đã qua đời, cô phải nghỉ học để chăm sóc cho các em. Cả nhà không có tiền nên phải ăn khoai qua ngày. Những chi tiết này đã thu hút nhiều người xem, chạm tới trái tim khán giả khắp Trung Quốc. Sau khi có hàng triệu người hâm mộ, Liang Shan Meng Yang bắt đầu phát trực tiếp bán các sản phẩm nông sản nhằm kiếm tiền. Không ít cư dân mạng muốn tìm hiểu hoàn cảnh thực của người này nên đã lặn lội đến vùng núi nơi cô gái này sinh sống. Và đến nơi thì họ hoàn toàn sốc nặng. Rõ ràng là bố mẹ của cô vẫn còn sống sờ sờ ra đó, làm chăn nuôi gia súc bán lấy tiền nên thu nhập không hề thấp. Và căn nhà tối tàn kia là địa điểm dàn dựng, còn căn nhà thực sự thì rất là khang trang. Ngoài đời, cô gái trẻ đeo đồng hồ hạng sang, mua quần áo hàng hiệu đến các địa điểm cao cấp. Đặc biệt các sản phẩm nông sản như mật ong, quả óc chó, giá rẻ nhập từ Thành Đô, Côn Minh, chứ không phải là hàng trồng tại núi Đại Sơn như là quảng cáo. Sau khi có kết quả điều tra, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam cô gái và nhóm lên ý tưởng dàn dựng, rồi Liang San Meng Yang bị kết án 11 tháng tù với bị phạt tiền. Chung cảnh ngộ thì vợ chồng Niu Aifang, một cặp blogger đình đám Trung Quốc, có hơn 20 triệu fan khi chia sẻ sự lạc quan dù nghèo khó, song cũng bị bóc mẽ có 7 căn nhà và xe sang. Thu nhập thực tế rơi vào khoảng 6 triệu nhân dân tệ một năm, tức là 21,2 tỷ đồng một năm. Một tài khoản đã đào lại video cũ hồi năm 2019 trước khi lập kênh mới. Trong đó, vợ chồng Niu Aifang ngồi livestream bán hàng trong một căn nhà lộng lẫy, có ghế sofa sang trọng. Đáp lại những nghi ngờ từ cư dân mạng, cặp vợ chồng đã lên tiếng xin lỗi, thừa nhận đã lừa dối khán giả và nói rằng sẽ tạm dừng sản xuất video. Cuối cùng, chính là sinh vật biển mang hình hài giống người khiến dân cư mạng khiếp sợ, thì nhau truy tìm danh tính. Sinh vật biển bí ẩn mang hình hài giống con người. Một sinh vật kỳ lạ được phát hiện trôi dạt vào một bờ biển ở Trung Quốc. Nhìn qua như thể nó có đầu, có cả tay chân, gần giống với con người, có điều lại rất mỏng. Người dân địa phương ban đầu khá lo sợ và không dám tới gần. Nhưng một người đàn ông sau đó sở hữu máu liều nhiều hơn máu não đã cầm lên và chụp ảnh. Điều gây kinh ngạc là nó vẫn cử động. Ngay khi đoạn video được chia sẻ trên Internet đã lập tức thu hút sự chú ý. Có người cho rằng đây là sinh vật ngoài hành tinh, người khác thì hỏi liệu đây có phải là bọt biển đột biến. Truyền cảnh, hàng nghìn người Trung Quốc đã đổ xô lên núi để săn lùng một sinh vật bí ẩn sau khi nghe tiếng rồng gầm gừ. Các thánh livestream cũng nhận được vô số comment, người thì bảo âm thanh từ một con rồng, trong khi những người khác nói đó là tiếng gầm của một con hổ. Trước hiện tượng này, các quan chức Quý Châu,
thậm chí phải thiết lập hàng rào chắn để ngăn người dân tụ tập, đồng thời cử nhóm chuyên gia tới điều tra âm thanh lạ. Đến khi ra kết quả thì ai cũng mừng hụt vì âm thanh kỳ lạ này xuất phát từ một loài chim nhỏ được gọi là cun cút chân vàng. Vào mùa sinh sản, con cái liên tục phát ra những tiếng kêu lớn có thể nghe thấy ở khoảng cách xa tới 100 mét. Vậy là video của ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các khán giả thân thương đã theo dõi video của Top 10 Huyền Bí tới giây phút này. Hãy cho mình biết đâu là video bị dò dỉ mà bạn thấy ấn tượng nhất và bình luận ở phía bên dưới để chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video thú vị tiếp theo. Bye bye!